Hello cả nhà. Hôm nay bắt đầu mình tiếp tục công việc chăm sóc cây dừa. Bữa nay bắt đầu mình cho nó bò lên sợi dây nha. Mình sẽ quấn cây dừa giống như cây dừa như vậy nè. Mình tỉa chòi, mình lặt hai cái lá đài. Xong rồi mình sẽ buộc dây. Bây giờ mình vừa cầm cái máy mình quay vậy không biết sao mình buộc được đây nè, giống như là cái này mình đã buộc rồi nè. Thì dây đây mà không biết đó. Bữa nay cái dây con của mình cái này nó cũng đều như vậy nè các bạn. Cái này là được 16 ngày rồi, tại vì hôm nay là cũng còn đông, cuối đông cũng còn lạnh lắm các bạn. Ra mình không có, chứ bình thường là 2 tuần là cái dưa nó phải cao lên cỡ này nè, nó cao hơn cái này. Nhưng mà 2 tuần là nó cao hơn cái này, nó cao lên tới đây. Còn bữa nay thì này là tới 16 ngày rồi. Mùa này thì nó vẫn còn hơi lạnh, nó lớn chậm. Đây, các bạn thấy cũng đều lắm. Nó có một trong hai cái dừa lớn là tại vì họ mình trồng trước thử. Thì các bạn cũng như mỗi một đợt là đều phải cho nó bò lên. Thì trong vòng cái này là bò lên thì khoảng 5 tuần nữa là mình có bắt đầu mình bẻ, mình thu hoạch. Lúc mà chưa trái thì lúc mà mình để trái mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở đợt chưa trái nha. Bye.